một video theo yêu cầu, hấu vào một ngày ăn toàn dưa hấu. Chủ nhật ngủ nướng tới trưa mới dậy, ăn sáng ăn trưa luôn, cái này là bánh mì dưa hấu. Nhìn quá là xinh luôn, mà ăn cũng cực kỳ ngon nữa. Vẫn là kiểu ăn yêu thích của mình, một lát thì phết bơ đậu phộng, một lát thì phết mất dâu. Ăn kiểu này cực kỳ ngon. Tới trưa nóng quá, làm dĩa dưa hấu cho nó mát nè. Dưa hấu mát lạnh, một món giải khát tuyệt vời cho mùa hè. Buồn miệng thì mình lôi kẹo ra ăn. Cái dạng kẹo này gần đây rất là hot luôn. Mình thấy mọi người ăn cái dạng con mắt với lại là trái banh nhiều. Mà bữa tìm được cái dưa hấu này thấy xinh quá nên mua thử luôn. Bên ngoài là kẹo dẻo, ở bên trong có ít siro. Và nó ngọt kinh khủng là ngọt. Rồi tiếp theo lại là kẹo nữa. Cái này là kẹo dẻo cuộn vị dưa hấu. Nhìn hai cái màu đỏ với xanh xong ít đường màu trắng nữa, xinh quá là xinh. Trước giờ mình luôn rất thích cái kiểu kẹo dẻo cuộn như vậy, ngon lắm nha, nhưng bị cái là nó chua kinh khủng là chua. Rồi tiếp tục lại là kẹo, một loại kẹo quá là quen thuộc rồi. Kẹo play hiệu dưa hấu, thơm và the the nữa, rất là ngon. Tới chiều đói bụng thì mình lấy bánh ra ăn. Đây là bánh Pocky vị dưa hấu. Bao bì xinh ghê, trước giờ thì mình cũng rất là thích Pocky. Thấy có vị dưa hấu là mừng quá trời, phải mua ăn thử liền. Và Pocky không có làm mình thất vọng, ăn rất là ngon luôn. Thơm mùi dưa hấu và có thêm một ít vị the the như kiểu kẹo play vậy đó. Rồi vẫn quá trời là nóng thì mình tiếp tục ăn kem. Kem này là kem dưa hấu của Merino và không có ngon nha. Mua cho đúng là đồ ăn dưa hấu thôi à. Xong rồi khát nước quá thì mình đi uống nước dưa hấu. Loại này mình có thử uống một lần lâu rồi và không có hề ngon một xíu nào cả. Mua quay vào video cho nó phong phú đa dạng hơn thôi. Và kết thúc video này bằng một phong kẹo xin gum của Trident. Kẹo của hãng này thì luôn ngon. Và đặc biệt mình cực kỳ thích vị dưa hấu, siêu thơm luôn.